Mình vừa mới chuyển sang một thành phố mới và thật sự là mình rất là muốn ghi lại cái cuộc hành trình của mình ở đây á. Nhưng mà có một vấn đề là mình rất là ngại quay ở nơi công cộng á mọi người. Quay bằng máy ảnh á thì nó cồng kềnh quá, mà quay bằng điện thoại á thì rất là tốn pin, mà nhiều khi mình quay nhiều quá nó còn làm bị lắc máy nữa. Cho nên là mình suy nghĩ rất là nhiều là liệu mình có nên mua một cái camera mới hay không. Sau rất là nhiều ngày đắn đo suy nghĩ trăn trở các thứ thì mình đã quyết định là mình nên. Tuy nhiên ở Đà Lạt có tìm một chỗ mua camera rất là khó luôn, với lại nó cũng không có đa dạng chủng loại á. Thành ra là sẵn tiện sắp tới về quê ăn thôi nôi của cháu mình sẽ ghé qua Sài Gòn để mua camera. Nhưng mà câu chuyện mua camera của mình nó cũng trắc trở gian truân tiến thoái lưỡng nan lắm mọi người. Mua đừng để luôn nha. Nè chuẩn bị nè, ngồi xuống nè. Mình đang phân vân không biết là nên mua máy gì á mọi người. Kiểu nhu cầu của mình á là thứ nhất nó phải nhỏ gọn để mà mình có thể quay vlog. Nói chung là tất cả mọi thứ đều xoay quanh cái việc quay vlog nhỏ gọn nè. Thứ hai là chất lượng phải tốt nè. Thứ ba là âm thanh ok, thu cái tiếng nó ổn nè. Và thứ tư là cái gì ta, quan trọng lắm mà sao không nhớ trời. À, chống rung tốt. Sau rất là nhiều ngày tìm hiểu thì mình liệt kê được một cái list camera như này. Mỗi cái nó đều có cái lợi và cái hại riêng á. Thật ra là không phải hại đâu, nói chung là cái lợi và cái bất lợi ha. Hiện tại sau rất là nhiều ngày cân nhắc thì mình đang thiên về con này, đó chính là con DJI Osmo Pocket 2. Bởi vì mình khá là bị thuyết phục khi mà mình tình cờ xem được cái video này của chị Khánh Linh, cô em Trendy á. Hầu hết tất cả những cái video mình quay về đấy thì đều nhờ chiếc máy nhỏ bé này. Cái máy này nó hầu như đáp ứng hết tất cả những cái yêu cầu của mình luôn. Và quan trọng là nó rất là nhỏ, mình sẽ quay ngoài đường không có bị ngại. Đây là cái yếu tố quan trọng nhất đối với mình luôn á mọi người. Nhưng mà một cái vấn đề rất là lớn đó chính là Đà Lạt không có chỗ bán mọi người ơi. Cái mà chị Khánh Linh giới thiệu trong video này á, là cái DJI Osmo Pocket 1. Đó, bây giờ nó đã là tới bản thứ 2 rồi. Và khi mà mình tìm hiểu thì mình lại thấy là cái bản thứ 2 á, nó có hai bản nữa. Thứ nhất là cái bản Basic và cái thứ hai là bản Creator Combo. Nó khác nhau một cái là cái bên đây á, cái thứ hai á, nó sẽ bao gồm kiểu cái mic nè, rồi xong cái bộ phát wifi, phát bluetooth để kết nối với điện thoại quay từ xa nè, rồi cái tripod này. Nói chung là tất cả những cái phụ kiện nào mà cho những cái bạn mà làm vlogger, làm creator các thứ á, thì dĩ nhiên cái bản thứ hai nó sẽ mắc tiền hơn. Khi mà mình quyết định là mình mua cái máy này rồi á thì mình lại tiếp tục có hai câu hỏi. Thứ nhất là mình nên mua bản đơn hay là bản combo, và câu hỏi thứ hai á, đó chính là mình nên mua mới hay là nên mua cũ. Sau khi mình kiểu suy nghĩ cân nhắc đắn đo các kiểu thì cuối cùng mình vẫn ra một cái quyết định cuối cùng, đó chính là mình mua cái bản combo. Rồi cái thứ hai nữa là mình sẽ mua bản mới luôn, tại vì cái vấn đề là kiểu cái bản phiên bản 1 á nha, thì thấy người ta bán cũng khá là nhiều, chắc là người ta xài cũng lâu rồi. Còn cái bản 2 này á, nó hình như nó ra mắt năm 2022 hay sao á, 20 hay sao, thành ra là kiểu mọi người kiểu xài chưa có định bán hay sao, hoặc là nó xài êm hay sao, nói chung mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mọi người ý là ít thấy bán cái này lắm, cho nên là mình quyết định là thôi mua mới luôn đi. Thứ nhất là nó tiện, thứ hai là nó an toàn hơn, nó có bảo hành 1 năm á mọi người đó. Thế là cuối cùng sau khi cân nhắc quá trời cân nhắc, mình mua cái bản mắc tiền nhất. Cân nhắc thì lâu chứ tới cái khúc mất tiền nó chỉ diễn ra trong vài nốt nhạc thôi mọi người ơi. Hello, bây giờ mình đang ở Sài Gòn. Đây là nhà cũ của mình, thì đám bạn của mình nó vẫn ở đó. Và bây giờ mình sẽ lại ở Ké. Bây giờ mình sẽ đi mua cái máy mới. Bây giờ mình chuẩn bị qua tiệm cà phê Thư Thư làm. Biết mọi người nhớ Thư Thư không? Bữa có quay video tốt nghiệp. Tại vì từ hôm bữa khai trương tới giờ mình chưa có vô được. Hy vọng là Thư Thư sẽ có làm. Đây là quán Thư Thư làm, tên là UC Cà Phê ở số 100-15 Hùng Vương nha mọi người. Bây giờ mình vô mình kiếm nó nè. Không biết nó có đi làm không nữa. Bình thường là nó sẽ ngồi trong đây. Hello. Thì nói đại đi có sao đâu. Rồi tiếp. Thì á. Cái gì vậy?
Cái này hay nãy giờ cho chọn một trong hai đi, Ipswich hay là Black Swan. Không, em nghĩ là nên thử Black Swan. Black Swan thì nhà đẹp. Ăn gì đó, ăn tối chưa? Chưa. Ừ, nên thử yogurt. Ủa, nhiều ngũ cốc là mình có thể thay cho một bữa ăn. Đúng rồi. Nó có nhiều năng lượng. Ok, chính xác. Mình nói mà đây là một món ăn phù hợp với một buổi sáng nhưng mà còn đi làm trễ. Mà mấy giờ mở cửa? 10. 10 giờ mở cửa nhưng mà kêu người ta là đi làm trễ thì ghé đây mua ngôi nhà mọi người, rất là một cái sự tư vấn rất là hay. Đúng. 100-15 Hùng Vương nha. Đúng. Đó, ai muốn đi thì ghé nha. Rồi bây giờ unbox. Mọi người ơi, đây là thẻ nhớ 64GB. Ủa, hai thẻ hả? Một cái ở một cứng thẻ thôi, một thẻ thôi. Cái này mà là cái gì? Nó cái đồ đọc để cho gắn vô thẻ nhớ, vô máy tính dễ hơn. Mọi người đừng để bị lừa nha. Dạ, cái này là cái sự tiện ích của người ta mà dám nó bị lừa. Mọi người đừng để bị lừa nha, bình thường mình tưởng nó là thẻ nhớ đúng không? Không, nó chỉ là cái đồ để mình bấm vô máy tính thôi. Thẻ nhớ là cái con nhỏ nhỏ này nè. Nè, bây giờ xé nè. Ê, ý là nó có cái siêu, có cái chỗ nào mà cho người ta xé không ta? Hay là mình bị phèn, mình phải xài cái dao mới được vậy? Chắc được á, thôi kỳ đi. Không, nó như vậy á, nó kiểu mà unbox mà tàn phá thì nó mới thích. À, ok. Nó đỉnh cao. Đúng rồi. Vui lắm mọi người, mình đã thân thuộc cái sự này rồi. Là cái camera, thay vì mình cầm cái camera to thì là to bằng cái mặt này, thì mình có thể cầm cái này không? Ý là tại sao mua cái này, biết tại sao không? Tại vì cái này đi ra đường sẽ không có bị ngại. Đúng. Nếu mà đi ra đường xách cái mũi này heo cũng ngại nữa. Đúng. Chứ đừng nói xách cái camera bự bằng kia nó. Đúng. Cái này nha, mình chỉ có cầm mình thôi nè. Nhưng mà nha, mọi người phải biết được cái sự là cái sự nói đi, tiếp đi. À, cái sự tự nhiên chút camera, thí dụ như mọi người thay vì mọi người đang phục vụ nó không cần camera thì to thì mọi người sẽ bị ngại áp lực lắm, tại vì camera. Nhưng mà mọi người cầm đây không nè, mọi người cũng biết không đề phòng được gì luôn, nên là không đề phòng nên mua thử cái này. Ai nhấn gõ đâu mọi người ơi, sau khi mình mở cái như xong thì trong này nó có các phụ kiện như một em đã liệt kê ở bên ngoài này nha. Chưa liệt kê luôn, chưa liệt kê. À, chưa liệt kê nhưng mà có kêu là các phụ kiện này nè. Ê, biết giống gì không? Ui, chết tiệt, sao cái đồ mà vậy? Cái đồ mà lấy mật ong á. Many hours later. Tại sao ta kia? Thì nó chắn gió mà, cái này để chắn gió, còn cái này mới là cái mít. Nhưng mà cái này cũng bốc quá. Thôi xịn đi. Xịn, nói xịn đi. Nhìn đúng là con dạ. Rút ra nha. Tin mình test luôn. Ôi, lộn cái camera ra nè. Thấy không nhở? Cái gì mà quay qua đây là thấy cái gì? Thấy. Cái con bé này sao mà nó dữ dằn quá hả? Miếng nó ngon. Wow. Ê. Ê, biết không, cái sáng này là tóc á. Ừ. Từng ô, nó track mình nè. Ê, vậy là nó nhìn cái khuôn mặt mình mà đi. Hơi bự nha. Có cái phương pháp ăn không hay là cái thọt vô ăn thôi? Cứ thọt vô ăn thôi. Cái là có trộn gì đó. Đúng rồi, trộn ra đều. Tất cả mọi thứ này. Có một số người á, khi mà người ta ăn yến mạch á, người ta cảm giác nó giống cám heo. Thiệt, lúc mà yến mạch mà kiểu nấu cháo lên á, ăn cái mùi vị cái vị á, một số người ta thấy giống cám heo. Nhưng mà ngon nhiều hết. Được rồi. Said we'd be on forever. You taught me how to love, and nothing could be better than you and me. You and me, baby, it was you and me. We could never fall, nobody could break us. Yeah, I thought we had it all. Take me back to when it was you and me. You and me, baby, it was you and me. Tôi đi chơi có một dịch vụ mới nha, tư vấn bảo hiểm cho mọi người. Tiếp tục đi, tiếp tục. Ví dụ như mà ý là mình bị cái bảo hiểm rủi ro này á. Nghe tiếp đi, nghe tiếp. Mất lúc mà mình tử vong do những cái bình thường á, tai nạn bình thường á. Ví dụ ngày mai mình tử vong. Là đi chơi là phụ thôi nha, bên đây bán hàng nha. À cái hãng khác à. Ờ, giờ mình quay cái khác nha. Đâu cái hãng của mày đâu?
Ê, thôi mọi người có thể thơm chút nhé. Cái này thơm nhé. Cái này thơm nhở? Nhìn đẹp, nhìn sang. Thơm này của ta rồi, không có chịu. Không được giống ta. Rồi chốt cho nè. Bye bye. Bye bye nha, bye bye cô thư ký. Sao vậy, anh muốn nói gì không? Bồ bệnh người ghé dắt đi dùm hồ gian dây đi. Bồ nha, bồ. Bồ nha mọi người. Bye bye bye, đất đen nha. Gì nữa? Bây giờ là tụi mình đang lén lút tổ chức sinh nhật cho nhỏ bạn cùng nhà nè. Học quẹt trong nhà đó. Nhà có. Bây giờ thế nào phải tụi. Bây giờ ba không, ba đứa mình vô. Nè biết cái việc vui nhất bây giờ là gì không? Gì? Lên mình có nhà đi chơi với mình. Không, con Kiệt nói là có nhà. Bao nhiêu lần mà sinh nhật Mimi á đều là chỉ thị 14, 16 rồi đó. Năm ngoái với lại năm ngoái quên sinh nhật Mimi luôn không? Năm ngoái quên sinh nhật Mimi. Con bị nhớ. Đúng rồi, tại nó không quê. Nào bây giờ nhớ rồi. Đúng không, tại nó không quê. Dạ các bạn, chúng tôi đang tổ chức một cái sinh nhật bí mật cho Mimi. Nếu mà Mimi ngủ thì tụi tôi stop đầu Mimi dậy. Bây giờ trời. Tại vô đó cho mày chi. Để nó hỏi Ngọc An đâu thì sao. Mày chưa gì đó. Tới Ngọc An đi thăm bạn. Bây giờ đang đợi cái hộp quẹt. Bạn nhà đi tâm hai rồi nên không cần. Đập vô. Nó có đâu. Đi đúng rồi. Đi. Em quay phim. Vô đi. Vài lần ha. Tháng sau gặp thiệt. Mình lại tiếp tục đi. Ý là mới đây mà một tháng đi Đà Lạt rồi đó mọi người, nhanh ghê. Ok, let's go. Ồ, mới một tháng trước là cũng ở đây, xuất phát đi Đà Lạt. Và bây giờ lại tiếp tục đi Đà Lạt. Trời, cái tháng này nội tiền vé không là mình biết bao nhiêu tiền luôn á mọi người. Banh xác. Hello mọi người, mình vừa mới tới Đà Lạt. Mọi người sẽ thấy cái mặt của mình nó đang nhăn như con khỉ mà mọi người đừng quan tâm nha, tại nắng quá. Đây là cái camera mà mình mới mua. Hôm nay mình sẽ test thử xem là cái camera này của mình nó như thế nào. Ý là về chất lượng âm thanh, chất lượng hình ảnh, chống rung, rồi cái kiểu. Nói chung là lát nữa mình sẽ test không có gắn cái mic rời trước, rồi mình sẽ gắn cái mic rời sau. Thì mình sẽ đi một vòng từ bên đây qua bên kia để xem thử xem là cái video của mình nó có ok không. Hello. Đó, bây giờ thì mình sẽ test bằng cái máy này. Và hiện tại mọi người thấy mình đeo mic thôi chứ mình chưa có bật kết nối của cái mic với lại cái máy này vô á, cho nên là hiện tại nó đang thu âm trực tiếp bằng cái máy này. Thì sau lưng mình là quảng trường Lâm Viên nè mọi người. Ở ngoài hiện tại xe chạy đang rất là nhiều á, thì mình không biết là khi mà vô cái máy này thì mọi người nghe nó có lọc tiếng ok không. Rồi lát nữa khi mà qua bên kia mình sẽ thử so sánh là bật cái mic này lên xem nó khác nhau như thế nào. Má hơi nắng quá. Ui, cái màu hơi bị đẹp á nha mọi người. Ý là mình cảm thấy một quyết định sáng suốt. Đây. Ồ, đẹp quá.
Mình nghĩ là chắc là mình sẽ ghé vô gắn cái mic vô cái rồi test thử coi là âm thanh nó như thế nào. Đó là qua cái chỗ nó ồn ồn xíu đi. Với lại thêm một cái nữa, đó chính là cái vấn đề mà mình sợ bấy lâu nay, kiểu cầm cái máy đi ở ngoài đường á mọi người. Nghĩa là cầm cái này nó rất là nhỏ luôn, mọi người chỉ liếc ngang mình cái là xong. Mọi người không có thấy cái sự mà cồng kềnh khi mà mình xách nguyên một cái camera á mọi người. Cho nên là hiện tại mình thấy khá là ok nha. Bây giờ mình sẽ kết nối thử cái mic vô xem mọi người thấy như thế nào nha. Đây là cái mic của cái máy này luôn, thành ra là mình chỉ cần bấm nút thôi là nó sẽ kết nối liền luôn, nó không có cần phải gắn cái gì hết trơn á. Mọi người nghe thì cảm thấy nó như thế nào? Nó ok hơn hồi nãy không? Chắc chắn nó phải hơn rồi chứ, tại cái này lọc gió mà, lọc âm thanh nữa. Nếu mà không ok hơn nữa là tôi tốn thêm biết bao nhiêu tiền chỉ để mua cái này thôi đó nha mọi người. Mình nghĩ là test âm thanh như vậy là ok rồi ha. Tại vì bây giờ mình cũng đâu có nghe lại được đâu, mình chỉ có thể quay cho mọi người coi thôi. Bây giờ là mình đang test cái tính năng mà theo dõi mình á. Tức là bây giờ mình không có cần ai quay giùm mình nữa trơn á, mình chỉ cần quay, ý là chọn cái bản mặt mình trên cái máy thôi là bây giờ nó sẽ đi theo mình luôn nè mọi người, thấy không? Đó, nè. Ghê không? Nè, chuẩn bị nè, ngồi xuống nè. Annyeonghaseyo. Cái máy này nó ra hình ảnh rất là đẹp luôn đúng không mọi người? Tuyệt vời luôn á. Ok cả nhà, vậy là mình đã test xong cái máy này của mình. Ý là mình test mọi thứ luôn về hình ảnh, là hiện tại mình thấy ok, chống rung mình cũng thấy ok, tại vì căn bản nó là một cái gimbal á mọi người. Âm thanh thì chắc là mình phải về nhà nghe mới được, nhưng mà ý là hồi nãy mình nghe trên đây thì cảm thấy khá là ổn, và cái sự lọc gió của nó khá là ok. Và một cái cuối cùng nữa là cái tính năng tracking á, mình thấy nó khá là hay á mọi người. Mình xin khẳng định là hiện tại mình cảm thấy quyết định mua cái này của mình khá là sáng suốt, bởi vì mọi thứ hồi nãy giờ mình nói nó ok. Cái thứ hai nữa là lúc mình đi quay ngoài đường mình không có ngại nữa. Thì ý là mình mong là sắp tới khi mà mình quay những cái video ở Đà Lạt á, thì với sự trợ giúp của cái này mình sẽ quay được nhiều video xịn cho mọi người coi. Và yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này tới hiện tại. Nếu như mọi người thích thì nhớ like giúp mình nha. Mặc dù mình đã có khá là nhiều idea để có thể làm trong thời gian tới rồi, tuy nhiên nếu mọi người thích mình làm cái gì đó thì mọi người nhớ comment xuống cho mình biết nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.